Hỏa ngục đỏ, mối tình tôi Tác giả Lucien Trọng Phần 1 Lời nói đầu Buồn nào hơn khi mất đi một người bạn Không phải ai cũng có được một người bạn Và càng buồn hơn nữa khi phải mất cả đất nước, quê hương Vì chúng ta bây giờ chỉ còn là những kẻ tha hương Những người không tổ quốc quyển sách này không phải là một chuyện tiểu thuyết, mà đây là sự thật. Và nếu như có đôi khi diễn biến không được thứ tự lắm, đó cũng là vì tôi sợ quên đi. Tôi phải làm nhân chứng, mặc dầu có thể không đạt được kết quả mong muốn. Tôi không ghi lại hồi ký này để thỏa mãn sự căm hờn, vì sau bao nhiêu thử thách, bây giờ chỉ còn lại tiếc nuối mà thôi cầu xin những người chết, những người còn sống thoi thóp trong hỏa ngục đỏ, mối tình của tôi hãy giúp tôi hoàn thành quyển sách này. Lời mở đầu. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Những trại cải tạo được thành lập vội vàng. Hàng triệu người dân tìm cách thoát khỏi nước bằng tất cả mọi phương tiện. Biết bao nhiêu người đã bỏ thay nơi biển Đông vì bão tố, cướp biển hay vì đói khát. Ta cần đặt câu hỏi tại sao? Quyển sách Enferu Monomore được nhà xuất bản Lê Xuyê ấn hành vào năm 1980 là một trong những quyển sách đầu tiên giúp cho người ngoài quốc biết đến những gì đã xảy ra sau ngày thống nhất vào năm 1983. Quyển sách nói trên được viết bằng tiếng Việt và được nhà xuất bản Sud ấn -e hành với tự đề Hỏa ngục đỏ mối tình tôi, hồi ký trại cải tạo. Đến nay 30 năm đã trôi qua, thời gian bôi xóa dần những gì biệt chính kiến. Nhưng chúng tôi là những chứng nhân của lịch sử, không có quyền lãng quên những người đã bỏ thân trong trại cải tạo hay trên biển cả. Trong mục đích giúp cho những thế hệ trẻ ngày nay ở tại Việt Nam hay đang sinh sống nơi hải ngoại biết được những gì đã xảy ra trong giai đoạn đó, chúng tôi lấy quyết định đưa quyển sách này lên Internet. Nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4, tham khảo và phổ biến tự do trong phạm vi không thương mại. Lucien Trọng, sanh quán Bến Tre giảng viên Đại học Nông nghiệp Sài Gòn, đã ở trại học tập cải tạo hơn 3 năm trước khi vượt biên và đến Pháp, sau một thời gian ở trại Cheratin, Mã Lai. Tôi không viết quyển sách này để thỏa mãn sự căm giận đã bị đẩy đến tầng cùng của tuyệt vọng. Giờ không còn gì hơn ngoài sự mệt mỏi chán chường. Quyển Enferrous Monomore tôi viết bằng tiếng Pháp là để bày tỏ cùng quốc tế tiếng nói uất nghẹn của một dân tộc đang bị kềm kẹp còn quyển sách viết ra tiếng việt này mới là lời tâm sự với những người đồng hương hiện cùng mang chung với tôi tâm trạng đau thương của người dân mất nước nay đã trở thành hỏa ngục đỏ mối tình tôi chúng tôi thành kính ghi ân những chiến sĩ đã hy sinh cho đất nước ở cả hai bên chiến tuyến và chúng tôi tin tưởng vào sự sáng suốt của nhà cầm quyền để sớm đưa Việt Nam vào một tương lai sáng lạng. Cũng như biết bao thanh niên cùng lứa tuổi, tôi sinh ra trong cảnh điêu tàn đổ nát của quê hương. Trận chiến Đông Dương lần thứ nhất đã nổ ra vài tháng trước, sau trận anh tạc Hải Phòng và sau cuộc nổi dậy ở Hà Nội của Hồ Chí Minh cha tôi vào lúc đó đang làm việc tại một hãng xe hơi của người pháp ở sài gòn mặc dù chỉ là thường dân nhưng vì có dính líu với người pháp nên chúng tôi sợ bị việt minh trả thù mẹ tôi bèn thu xếp về bến tre nơi quê ngoài tôi cùng với chị và anh tôi lúc ấy mới lên năm và ba tuổi mẹ tôi đang mang thai tôi gần ngày sanh mang chức huyền ông ngoại tôi là một đại điền chủ giàu có nhưng rất quảng đại và rất được tá điền thương mến ông có nhiều vợ và gia quyến rất đông đảo đó sống an nhàn trong một căn nhà rộng rãi và âm u với những cột to chạm trổ rất tinh vi thế nhưng giặc giả cũng tràn lần tới bến tre và ngày mà nhà ông ngoại tôi bị đốt cháy trên đường chạy loạn Mẹ tôi sanh tôi ra trong hầm trú ẩn, một cây hố bên đường giữa tiếng đạn bom và khói lửa ngập trời. Mẹ tôi định tìm cách về Sài Gòn, nhưng lúc đó đường xá bị phá hoại rất nhiều, cầu cống sập đổ, lưu thông bị tắc nghẽn, nên chúng tôi bị kẹt tại Mỹ Tho với hai bàn tay trắng và mấy bao bố tời để đắp cho đỡ lạnh. Rất may lúc ấy có hai người con gái của tá điền chị đồng và chị cúc theo má tôi vì hai chị rất thương má tôi đã giúp đỡ nhiều cho gia đình hai chị vì sanh non ngày nên tôi là một đứa bé ốm yếu nhăn nhúm và bình hoạn hai chị phải đi gánh nước mướn và bán dừa để nuôi chúng tôi vì má tôi cứ ốm đau sau khi sanh ra tôi một tối nọ tôi làm kinh và nóng sốt liên miên. Mẹ tôi lo sợ ẩm tôi đi thầy thuốc cùng với chị Đồng, mặc dù đã giới nghiêm. Khi tới trạm kiểm soát của lính Lê Dương, chúng tôi bị chặn lại. Mặc dầu mẹ tôi và chị Đồng đã giả trang cho xấu xí, quần áo sắp xếch và mặt mũi lem luốc bùng sinh. Bọn lính vẫn đoán thấy vẻ đẹp mặn mà của chị Đồng nên chần giữ chị lại mẹ tôi nhờ nét xanh sau và đứa con nhỏ trên tay nên được cho đi thông thả. Tình trạng của tôi rất nguy ngập nên chị Đồng vẫn bình tĩnh khuyên mẹ tôi hãy tiếp tục đi, chị sẽ tùy cơ ứng biến. Mẹ tôi đành để chị lại với bọn lính Lê Dương. Sáng hôm sau chị trở về nhà và liệt giường liệt chiếu. Mẹ tôi phải bán chiếc áo dài lụa đen cuối cùng để thuốc thang cho chị sau đó chị sanh ra một đứa con lai. Khi gửi con cho má chị nuôi dưỡng, chị ở lại săn sóc tôi cho đến ngày thời cuộc đưa đẩy. Chị lập gia đình, nhưng sau khi gãy đổ, chị đi bán ba và sau đó theo chồng về Mỹ. Lúc bấy giờ ai cũng tưởng tôi sẽ đi đời nhà ma. Nhưng ngược lại, tôi vẫn sống và chính anh tôi bấy giờ lên ba tuổi lại mất đi sau một cơn bệnh chỉ vài ngày lúc ấy làng xã bị thiêu rụi ai còn lo tới chuyện làm giấy tờ nên từ đó tôi mang khai sanh của anh tôi và tôi được hưởng luôn cái tên ba má đã đặt cho anh là trọng có vẻ như quan trọng và quá trang nghiêm không hợp tí nào với bản tánh của tôi vì tôi cứ bị đau bệnh luôn mẹ tôi đặt cho một cái tên xấu xí cho dễ nuôi nhường hay là nhường nhịn khiêm nhường tôi thấy cái tên này hợp với tôi hơn là thay sau đó tôi hết bệnh hoạn và lại mập mập sổ sữa ra một năm sau đó tình hình lắng dịu và chúng tôi trở về cuộc sống tương đối nhàn nhã ở sài gòn sau trận chiến Điện Biên Phủ vào năm 1954, nước Pháp thua trận nhường chỗ cho người Mỹ và giặc giả vẫn tiếp diễn mà còn ác liệt hơn. Lúc đó tôi được 7 tuổi và giữa cảnh điêu tàn của quê hương, tôi còn cô đơn hơn nữa. Mặc dầu gia đình tôi theo đạo Phật, nhưng tôi được theo học trường dòng và từ đó tôi lại mang thêm tên thánh Lucien biểu tượng của ánh sáng. Tôi lại chui rút thêm vào bóng tối của cái vỏ ốc mà tôi đã tự tạo ra. Sau khi thi xong bằng tú tài, tôi được sang Pháp tiếp tục học về Thủy Lâm. Và sau một thời gian tu nghiệp ở Hoa Kỳ, tôi trở về quê hương để phục vụ. Trái với một số bạn bè vẫn muốn ở lại xứ người để lập nghiệp vì tôi biết rằng không một nơi nào đẹp bằng quê hương tôi tôi thấy cần phải nói đôi câu về tư thế chánh trị của tôi không phải để biện minh điều gì mà chỉ tỏ rằng tôi là một nhân chứng tầm thường như bao nhiêu người việt nam khác sanh ra trong thời loạn không biết phải theo bên nào vì bên nào cũng có những cái hay nhưng cũng có những cái dở tôi không phải là một nhà văn nên lời tôi nói rất giản dị rất chân thành tôi chỉ muốn bày tỏ nỗi uất nghẹn của một người dân mất nước tôi không phải là một chánh trì gia nên nhận xét về phương diện này của tôi kém phần sâu sắc vả lại bản tánh nghệ sĩ của tôi khiến tôi ghét những gì thuộc về chánh trì tôi ưa âm nhạc hội họa và điện ảnh hơn sau một thời gian nhập ngũ tôi được biệt phái trở về dạy học tôi không thích chế độ của nguyễn văn thiệu vì sự tham nhũng đầy dẫy và vì có quá nhiều bất công trong xã hội với sự hiện diện của lính mỹ dĩ nhiên cảnh đỉ điếm lan tràn và các tệ đoan xã hội khác phải hiện lên nhưng dầu sao đó cũng là một chế độ tự do nhân dân được tự do tư tưởng, tín ngưỡng, đi lại, được tự do buôn bán, tự do sống theo ý mình. Mặc dầu có những hạn chế do tình trạng chiến tranh, mặc dầu có những phần tử tham nhũng trong thành phần chánh phủ, nhưng người dân vẫn sống tự do và vì vậy nên người dân miền Nam không bao giờ chấp nhận chế độ Cộng sản, dầu phải đánh đổi sinh mạng mình để vượt biển tìm tự do. Khi tôi du học trở về Việt Nam, năm đó tôi vừa 24 tuổi. Tôi rất thích hội họa. Tôi vẽ rất nhiều tranh sơn dầu và tổ chức nhiều cuộc triển lãm. Phần đông để giúp đồng bào chiến nạn. Đó cũng là một cách cho tôi giải tỏa những ước mơ thầm kín và cố quên đi nỗi cô độc của con tim và sự vô nghĩa của cuộc sống. Khi tôi hồi hương phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy sài gòn đầy lính mỹ và ba ổ điếm trá hình cùng nhà tắm hơi đen là sự khó chịu và út ức thế nhưng sau khi biết được sự bành trướng mau lẹ của việt cộng và những thủ đoạn của chúng thì tôi đành chấp nhận thế chẳng đặng đừng tuy nhiên cái chết của tổng thống ngô đình diệm đối với tôi tôi vẫn cho là một sự mất mát lớn mặc dầu chính gia đình ông đã đưa đến thảm họa cho ông. Sài Gòn đầy dãy ngựa xe, lụa là, máy móc, tủ lạnh tivi. Sài Gòn nhộn nhịp xa hoa. Sài Gòn muôn màu muôn mặt. Đằng sau những khu nhà nhiều tầng là những khu bàn cờ, những khu ổ chuột với những căn nhà ọp ẹp bằng lá, bằng tôn, bằng cây, bằng giấy cứng, bằng dẻ rách có ai đã ví sài gòn như một cô gái đẹp diêm dúa sống hưởng thụ vội vàng và không nghĩ đến ngày mai tham nhũng lan tràn vì đó là một tệ trạng luôn luôn đi đôi với một chế độ độc tài thế nhưng người dân vẫn vui sống giàu cuộc sống có chật vật giàu ngày mai có bắp bên giàu cuộc chiến vẫn tiếp diễn ác liệt sau khi người mỹ ra đi ngay ở trường đại học nông nghiệp lúc bấy giờ được gọi là trung tâm quốc gia nông nghiệp những cuộc biểu tình của sinh viên tổ chức vẫn thường được diễn ra nhờ địa điểm khá thuận tiện nằm trên đường cường để giữa đại học văn khoa và dược khoa không xa mấy trường luật nên trong nhiều cuộc biểu tình tôi đều có mặt dầu vì lý do gì tôi vẫn đứng theo hàng ngũ của sinh viên có lẽ vì tuổi trẻ, có lẽ vì tôi luôn luôn chống lại những gì hiền hữu. Ông khoa trưởng bây giờ rất trẻ và là bạn của tôi, thường rầy rà. Trời ơi, anh làm trưởng sinh viên vụ. Lẽ ra anh phải trông chừng cho sinh viên đừng lộn xộn. Anh lại theo tụi nó biểu tình thì chết rồi. Anh coi chừng, trong đám sinh viên có tụi Việt Cộng trá hình trà trộn để gây rối loạn đó và ông rất có lý trong các phiên họp hội đồng giáo sư tôi vẫn tìm mọi cách để xin can thiệp cho sinh viên bị bắt trong những cuộc biểu tình hình như công an có theo dõi tôi và đã có lần gọi tôi đến để dằn mặt vu vơ nhưng lúc bấy giờ anh rể tôi có chức vụ quan trọng trong quân đội có thể là một bảo đảm cho hành vi chánh trị của tôi nên tôi chưa hề bị bắt ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam yêu thương, miền Nam dịu hiền, nào ngờ lại phải rơi vào tay cộng sản quá hấp tấp, quá vội vàng. Sau cuộc tổng nổi dậy hụt của năm 1968, trong khi cộng sản lấn chiếm miền Trung và các thành phố lần lượt rơi vào tay chúng, thì tôi đang dự một cuộc hội thảo về nông nghiệp tại Manila với các nước của ASEAN các đồng nghiệp phi luật tân của tôi đều khuyên tôi nên nán lại chờ đợi thời cuộc và nếu cần thì xin tị nạn chánh trị nhưng tôi một phần vì nóng ruột muốn có mặt bên gia đình khi hữu sự một mặt nữa tôi lại nghĩ mặc dầu miền nam có thể rơi vào tay cộng sản nhưng nếu chịu khó hòa mình thì cũng có thể sống tại quê hương yêu dấu nghĩ vậy nên tôi quyết định về sài gòn sau khi cuộc hội thảo chấm dứt. Ngày 5 tháng 4 năm 1975, tôi trở về Sài Gòn trong một bầu không khí ngột ngạt và kinh hoàng. Đồng bào đổ xô tản cư từ miền Trung vào Sài Gòn, có lẽ vì quá thương bác và đảng, nên phải chạy bán sống bán chết để tránh xa. Các tỉnh lần lượt rơi như sung chính và rốt cuộc Sài Gòn bị bao vây tứ phía những ngày cuối cùng của tháng Tư, những quan cảnh hỗn độn khiếp đảm diễn ra tại Sài Gòn với sự hấp tấp ra đi của những người Mỹ còn sót lại. Những cảnh hôi của chung quanh các cư xá Mỹ, những cảnh chen lấn tại Tân Sơn Nhất và khu bến tàu. Tiếng súng không ngừng nổ và những đêm sau cùng, Sài Gòn hấp hối trong sự kinh hoàng. Có lẽ nếu tướng Dương Văn Minh không đầu hàng thì Sài Gòn sẽ chỉ còn là đóng gạch vùng vì bị pháo kích liên miên. Sau khi lệnh ngưng bắn được tung ra, thì một quan cảnh lạ lùng được tiếp nối. Tiếng súng nổ dòn tan để chào mừng sự chấm dứt của một cuộc chiến tương tàn. Người dân miền Nam thành thật hân hoan đón mừng tin ngừng bắn, nhưng chính quyền Hà Nội lại tưởng lầm rằng sự vui mừng đó dành riêng cho họ. Binh sĩ liền bỏ vũ khí quân phục. Người dân sống trong sự hồi hộp để đón chờ sự chuyển tiếp với sự dè dặt và lo sợ. Vì gia đình nào cũng có chồng con đi lính cho chính quyền cũ. Để mong mỏi chính quyền mới khỏi để ý đến gia đình mình. Mọi người đua nhau đi mua cờ đỏ về treo và xóa bỏ hấp tấp các cờ vàng ba sọc đỏ sơn trước nhà có sống trong hoàn cảnh khó tả của Sài Gòn trong những ngày đó thì mới thấy được rằng mặc dù chánh quyền cũ có tham nhũng, có khắc khe đến thế nào cũng không bằng sự khó thở ngột ngạt của chánh quyền Hà Nội, chỉ được đứng vững nhờ sự mang trả và khủng bố. Trong những cuộc biểu tình khổng lồ, chỉ có một thiểu số dân thật tình tham dự một cách tích cực. Còn lại một số lớn bị ép buộc có mặt với lòng lo âu và cay đắng. Ta không thể nào trách được một số người miền Nam vì sự sinh tồn phải tham gia vào chế độ mới, vì sự sống của gia đình và của chính họ. Lính bộ đội lan tràn vào Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Cũng có những cảnh thân mật và cảm động được diễn ra vì 30 năm mới có ngày này. Có những cảnh sum họp đầy nước mắt nhưng ai có ngờ đâu nước mắt sẽ không ngừng chảy sau ngày hồi ngộ sài gòn không có cảnh máu chảy quá lộ liễu như ở nam vang và vì dân chúng biểu lộ sự vui mừng bởi hòa bình đã được vãn hồi nên quốc tế xem đó là biểu tượng của một sự nổi dậy đòi tự do những ai còn ảo tưởng sẽ mau lẹ nhận thấy rằng chế độ cộng sản đã hoàn toàn làm chủ miền nam và những danh từ lấy tình thương xóa bỏ hận thù đều là một sự bịp bồn dối trá. Các cửa tiệm đều hàng loạt bị đóng cửa, bản hiệu hạ xuống để chỗ trống rỗng chơi vơi. Thay vào đó là những biểu ngữ đỏ, những chân dung cụ hồ to, cụ hồ nhỏ. Cụ đang đưa tay chào, cụ đang mỉm cười. Cụ có mặt ở khắp mọi nhà, leo lên luôn cả trên bàn thờ tổ tiên. Biểu ngữ thường là chỉ có mấy câu lặp đi lặp lại, không có gì quý hơn độc lập tự do, màu đỏ ở khắp mọi nơi, màu đỏ khiêu chiến, màu đỏ của máu tươi. Hàng loạt người bị bắt âm thầm trong đêm tối. Hàng loạt sĩ quan và công chức bị gọi đi học tập cải tạo trong một tháng. Loa phóng thanh chắc chúa giọng đanh đá của các sứ ngôn viên bẻ miệng bẻ mồm chửi rủa mỹ ngụy sài gòn ngột thở sài gòn bị kềm kẹp lần lần trong hai gọng sắt tất cả các tờ báo đều bị đóng cửa chỉ còn hai tờ sài gòn giải phóng và tờ nhân dân từ bắc mang vào đường xe lửa xuyên việt được vội vàng tái lập để đưa các cán bộ từ bắc vào nam và vơ vét của cải miền nam chở ngược ra bắc nếu không có lý do hoặc không thuộc gia đình cách mạng thì đừng hòng leo lên đường tàu thống nhất này. Các trò chơi xưa, các thú tiêu khiển cũ đều bị cấm đoán. Thay vào đó là họp hành để tố cáo lẫn nhau hoặc những trò tủng mũng như thiếu nhi đi lượm rác hoặc đi vét mương xã hội chủ nghĩa. Người dân phải làm mọi thứ đó với sự câm nín một cử chỉ phản đối sẽ bị cho là phản động và đưa thẳng vào nhà giam. Tôi đã quyết định ra đi, không dám cho gia đình hay vì sợ bị cản trở. Tôi âm thầm tìm đường vượt biển. Lúc đó đang có chiến dịch đốt sách báo nhảm nhí và nhạc ru ngủ và một cuộc đổi tiền đang rục rịch tiến hành. Tôi bán chiếc xe Daihatsu nhỏ với giá 3 triệu đồng thời bấy giờ và với số tiền đó, ngày 10 tháng 6 năm 1975, một tháng sau khi Cộng sản đặt nền móng cai trị tại miền Nam, tôi ra đi với một bộ đồ cũ bằng một tâm sự lo âu và rã rời. Chiếc tàu đánh cá nhỏ chưa kịp rời vàm láng thì tên tài công đã mật báo với công an. Trong khi chờ đợi các hành khách lần lượt xuống tàu thì công an đã bao vây bằng nhiều tàu hải quân cũ lúc đó tôi đang ở trong khoang tàu tôi nhất quyết không thể sống chung với cộng sản nên đã mang theo bột thạch tính hòa với ít nước trong một chai thuốc nhỏ mắt và hai ống thuốc ngủ trời ơi trong khi di chuyển chai thuốc đã bể không còn suy nghĩ nữa tôi nuốt tròn hai ống thuốc ngủ valium ngoài kia mặt trời lên cao những hàng dừa rũ ngọn trên mặt nước lấp lánh bạc đất nước thân yêu thôi xin vĩnh biệt trong thoáng chốc mơ hồ tôi như rơi vào khoảng không mù mịt bà má ơi con đi đây hai ống thuốc ngủ giàu là của mỹ chắc cũng đủ để đưa một gã thanh niên hai mươi tám tuổi đi đời nhà ma Tôi tỉnh dậy với một cơn nhức đầu kinh khủng, trí nhớ như bị tê liệt, không thể nào biết được tôi đang ở đâu và tại sao. Sau một phút định thần, tôi chống tay để ngồi dậy. Tôi nhận ra rằng tôi đang nằm trong một căn nhà rộng lớn, tối tăm và hôi hám. Một bóng đèn nhỏ vàng vọt treo trên trần nhà đầy kẽm gai, không đủ sức soi sáng một đám người lố nhố ngồi la liệt trên nền xi măng ẩm ướt ở phía trái tôi tôi nhận thấy một cánh cửa sắt và một ô vuông nhỏ có chấn sông ở phía phải là một bức tường dơ giấy ánh sáng được lọt vào từ bức tường này bằng những ô vuông nhỏ cao quá đầu người hình như bên ngoài đang mưa vì tôi nghe tiếng hạt mưa rơi nặng trên mái ngói căn phòng bay mùi nước tiểu và rắc rến. Những con gián và những con chuột cống còn cõi, ghẻ lở, đang sụp sào trong đống rác và chạy trên thân thể các người đang nằm. Tôi lợm giọng vì chợt nhận ra rằng mình đang nằm tựa vào một bức tường nhỏ ngăn cách với hố vệ sinh. Một tiếng động ở bên trái làm tôi kinh hoàng nhóm dậy, mặc dầu đầu óc còn nặng như chì một ông già bé nhỏ, đầu bạc phơ, móng mém, nói rằng À, tỉnh rồi hả? Tao tưởng mày chết rồi chứ. Tối hôm qua mày lạnh ngắt. Tôi nói tưởng mày đi rồi nên quăng mày ở đây. Tao không ưa nằm cạnh một thây ma đâu. Đưa tay sờ trán tôi, ông ta gật gù. Nằm nghỉ đi, mày còn đang sốt nặng đó tôi há hốc mồm nhìn ông lão không tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy đến cho mình nhìn nét mặt ngu ngơ của tôi ông ta nhếch môi cười với vẻ châm biếm và thỏa thích ông giáo sư của tôi ơi ông đang ở trong tù ông nghe chưa đây là nhà giam của tỉnh gò công tôi còn nhớ ông ta đã dùng chữ prison bằng tiếng pháp như để nhấn mạnh thực tế quanh tôi trời ơi chuyện mà tôi lo sợ nhất đã đến rồi đầu óc tôi như chợt rơi vào khoảng không vài giờ sau khi tỉnh lại ông sáu tên của ông già kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra một đám bộ đội đã liền tôi vào phòng giam hai ngày trước đây hai tay trói sau lưng mặt sưng bầm tím người ta bỏ tôi vào một xó nơi gần cầu tiêu và đóng rác cũng may ông sáu một người có chức phận trong làng đã bị bắt nhốt từ đầu cũng biết lai rai chút đông y đã tìm cách rửa ruột cho tôi với những phương tiện eo hẹp của phòng giam ông nói với tôi rằng mặc dầu với bộ quần áo rách rưới và gương mặt đẫm máu ông cũng đoán được tôi là một người trí thức và tôi gợi nhớ đến hình ảnh con ông khi đi lính Cộng Hòa. Sáng hôm sau khi điểm danh, cán bộ chợt thấy tôi còn sống nên cho đưa tôi lên bệnh xá. Sau khi rửa ruột vô nước biển, họ lại đưa tôi trở về phòng giam như cũ. Trong một tuần lễ kế tiếp, tôi như nửa mơ nửa tỉnh. Nếu không nhờ ông Sáu ép tôi uống nước và ráng nuốt chút cơm nguội chăn nước mắm thì có lẽ tôi cũng đã đi theo ông bà mất rồi ông sáu tìm cho tôi được một chiếc chiếu rách bươm để cho tôi đỡ lạnh tôi ở trong một tình trạng nửa mê nửa tỉnh chiếc áo mưa trùm kín mặt và hai tay để tránh đàn mũi quái ác mỗi lần có người đi tiểu tiện cách tôi một bức tường nhỏ tôi cảm thấy nhân phẩm của mình bị chà đạp thêm xuống vũng bùng. Văn phòng cán bộ trưởng trại có cho gọi tôi lên để lấy lý lịch, nhưng tôi cũng không nhớ mình đã nói những gì. 15 ngày sau khi tôi tới trại giam, người ta tuyển chọn khoảng vài trăm tù nhân để chuyển đi nông trường. Tôi có tên trong danh sách đó. Trong khi chờ đợi di chuyển, Tôi viết vội vài hàng cho ba má tôi và nhờ ông sáu bộ bịch với tên gác cửa tìm cách chuyển về cho gia đình tôi.